Môn chơi tính sau đó bị phạt vì kéo theo một tấm quá khổ. Một tài xế ở Canada đã bị cảnh sát xử phạt khi tự chế remote và chở theo một tấm nước nóng bên chiếc xe thể thao Porsche 968. Không phải lúc nào xe thể thao Porsche cũng có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của con người. Đơn cử như trường hợp mình cần vận chuyển chiếc bồn tắm nước nóng cỡ lớn của một tài xế Canada cầm lái mẫu Porsche 968. Rõ ràng chiếc bồn tắm quá khổ so với khoang hành lý của mẫu Kobe 2 cửa. Vì vậy, chủ nhân đã chế tạo remote làm từ xe kéo hàng và bánh gỗ. Tiếp đến, remote tự chế được cố định vào xe bằng dây thành để kéo theo chiếc bồn tắm phía sau. Người đi đường đã phát hiện và báo với cảnh sát địa phương để xử lý chiếc xe chở hàng trọng tài nguy hiểm. Tài xế là một người đàn ông 54 tuổi và được đổ tên. Hình ảnh được đăng tải trên Facebook của Sở Cảnh sát Woodstock, Canada cho thấy chiếc bồn tắm được đóng có chiều cao hơn gấp đôi so với chiếc Porsche và không được cố định chắc chắn. Tài xế đã bị xử phạt vì sử dụng remote tự chế cũng như chở theo hàng hóa quá khổ. May mắn rằng chiếc bồn tắm nước nóng đã không gây ra tai nạn nào trong lúc được kéo được. Về phần Porsche 968, đó là mẫu xe thể thao được sản xuất trong giai đoạn 1991-1995. Xe mang cấu hình động cơ đặt trước, dẫn động cầu sau và có ba biến thể thao thể thương mại là 968, 968 Plus Sport và 968 Turbo S.